Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cùng Cú Đấm Thép và em Nhi, Lê Thị Nhi. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, để lại các bình luận và chia sẻ video để tạo động lực cho chúng tôi làm nhiều video có ích cho cộng đồng. Hôm nay tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến phòng bệnh cho gà, chữa bệnh cho gà, cách chăm gà nhanh lớn, cách ngâm trứng gà trong video này. Một số câu hỏi trùng nhau nên tôi sẽ trả lời chung luôn. Có một người hỏi trên kênh YouTube của tôi là gà mà nó tự ấp thì có cần cho uống thuốc ấm hay không? Thì cái việc mà chúng ta cho uống thuốc ấm là gà ấp máy hay tự ấp gì thì chúng ta đều phải cho uống hết. Bởi vì khi uống như vậy á, thì gà nó sẽ khỏe mạnh, nó hiếm khi bị bệnh tật. Cái thuốc ấm nó rất rẻ cho nên là chúng ta cũng không cần phải tiết kiệm tiếc chỉ mấy nghìn đối với thuốc uống cả. Câu hỏi tiếp theo là mấy tuần thì thay cát một lần? Có một người hỏi như vậy. Thì cát thì thường thường là người ta 3 tháng, 6 tháng người ta mới thay một lần. Nhưng mà đấy là một số trại nói như thế thôi. Chứ còn tôi thì tôi không để được lâu như vậy. Tôi thì ngày nào rảnh rảnh thì đều quét dọn. Và chuồng nào thấy nó hôi là tôi thay luôn. Chứ không nhất thiết là phải 3 tháng hay 4 tháng hay là 6 tháng gì cả. Nếu mà chúng ta thường xuyên quét dọn á, thì có thể chúng ta rất lâu chúng ta mới phải thay cát, bởi vì nó sạch sẽ đó. Và nếu chúng ta thấy cát nó hơi vơi thì chúng ta lại đổ thêm vào. Thế còn nếu chúng ta thấy nó hôi thì chúng ta sẽ thay cát khác luôn. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta quét như vậy thì nó cũng không bị mạt nữa. Nó sạch sẽ, gà nó không bị mạt và ít khi bị bệnh lắm. Câu hỏi tiếp theo là gà cho ăn bao nhiêu lá lốt là vừa? Thì lá lốt là chúng ta cứ một tháng chúng ta cho ăn 2-3 lần. Và chúng ta cứ thái ra cho nó ăn thoải mái. Bởi vì con gà mà nó không thích ăn nữa thì thôi, chúng ta đâu có ép nó ăn được. Cho nên là chúng ta cũng không cần phải đưa ra một cái định lượng là bao nhiêu cả. Chúng ta cứ cho nó ăn thoải mái. Trong vườn mình có thì mình cứ cho ăn. Nói chung là nó đủ. Đấy, đây chúng tôi đang cắt dọn này. Mặc dù cái lá bớp bớp ở đây rất nhiều và tốt cho gà, nhưng mà nó nhiều quá nên phải cắt bớt. Một câu hỏi nữa của Du Nguyễn hỏi là gà mà cùng cha cùng mẹ thì có nhân giống được không? Câu hỏi này có lẽ rất nhiều người quan tâm, vì kể cả khi tôi livestream phát trực tiếp thì vẫn thấy người hỏi câu hỏi này. Thì chúng ta không nên nhân giống gà cận huyết, bởi vì sức đề kháng của nó sẽ kém và không tốt. Tất nhiên có một số người nuôi gà thịt thì người ta cũng có thể làm vậy. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi cùng Cú Đấm Thép và em Nhi, Lê Thị Nhi. Xin chào cả nhà. Xin chào. Hôm nay mấy thầy trò lên trang trại của Võ Đường Ngọc Hòa về và thưởng thức món lẩu bò ở đây. Hôm trước bọn ăn ngon quá nhưng mà quên quay video nên hôm nay sẽ quay lại cho anh chị em ngắm cái view ở đây cũng như là cái cách mà thưởng thức ở đây. Hôm nay thì nó thiếu một số món. Anh em sẽ xem cách pha chế này. Quay thép đang pha chế cái chào để chấm chế nước chao. Thực ra là cái chao này mà có nguồn gốc từ lâu chứ ngoài Nghệ An là trước đây không có đâu. Người ta này pha như này là đúng cách nha. Em có đâu biết đâu, thì thấy họ bỏ đường với lại chao thì mình cũng bỏ đường chao. Đường chao ớt. Đường chao ớt. Có sa tế thì bỏ cái vùng đó. Đây là món gì nhỉ? Hiện tại là nó thiếu một số món so với hôm trước. Hôm trước thì thấy quá ngon nhưng hôm nay là thấy nó bị thiếu một số món. Nhưng mà vì là tình yêu từ hôm trước rồi cho nên là vẫn vào để thưởng thức. Đây bây giờ mình sẽ quay cái view cho anh em xem nhé. Đây chúng ta thấy một cái quán rất dân dã ở cạnh đường nhưng mà xe cộ và khách rất là đông. Đấy, ngồi ngắm view đồng ruộng. Hôm trước thì khách nhiều kinh khủng, hôm nay thì khách chưa nhiều mấy, không biết là do
trời mưa hay sao ấy, cho nên là khách chơi nhiều lắm, nhưng mà cũng tương đối nhiều á. Gần một cái loa của xã cho nên là rất là ồn ào. Nó giống như kiểu đang nghe đang nghe loa tuyên truyền đó. Cho nên là rất nhiều ồn ào. Mì tôm miliket, mì tôm này là ngày xưa là thông dụng lắm ấy, còn bây giờ thì nó nhiều loại mì tôm quá này. Colusa nữa. À. Cái này gọi là món gì ấy? Huyết. Huyết bò. À, cái tên như vậy luôn đó hả? Cái này là huyết bò. Huyết bò. Này, em bỏ vô đây luôn hay không? Đó, nó nóng luôn. Ừ. Nóng ăn mới ngon. Cái huyết này nhìn giống như câu vậy. À, giống rau câu à. Thạch, giống thạch rau câu à. Rồi bây giờ mình múc bóng nha. Múc đi dớt mì ra. Chị vô đúng rồi. Múc bóng đây. Cảm ơn em. Nhìn là hấp dẫn rồi. Có mùi mì tôm mà nó thơm lắm. Rồi mời cả nhà nha, khách nhà thưởng thức rồi. Ủa mình có cần bỏ chao vô nước không? Dạ không cần anh. Ngon quá. Ngon ha. Ngon ha. Cái mùi vị vẫn quen thuộc như ngày xưa. Vẫn quen thuộc như ngày xưa hả? Ở đây là địa chỉ ở đâu thầy? Có nhiều. Ồ, cái này không biết là địa chỉ ở đâu. À, đây là cái Diên Hòa, Diên Khánh. À, quán Anh Tùng. Quán Anh Tùng ở Diên Hòa, Diên Khánh. Nó cái nơi mà ngồi phải nói là rất là thú vị. Vì nó là một cái view đồng ruộng. Bắt đầu. Rồi, mời cả nhà thưởng thức nha. Mùi nó rất thơm và hấp dẫn luôn. Rồi cái nước nữa mà. Nóng quá. Đi ăn rồi. Hình như là mình bỏ chao đây vô đây á. Ngon quá, nó hôm nay là quay lại. Tức là mấy thầy trò vào đây ăn rồi. Ngon quá. Hôm nay phải quay trở lại. Đúng. Ok. Nha. Thưởng thức món. Em có sợ mình chơi trong đó. Nhưng mà làm sớm cho chị, chị chờ từ nãy giờ chị sắp xuống rồi. Chờ tao tí rồi em ơi. Hôm nay là như là ăn chay. Chờ biết chưa thấy ra. Là một mấy không ăn chay được ăn trước. Xin mời cả nhà nha, thơm lắm. Đầu đắng mới ăn là thích lắm mà ăn gì lắm. Ngon quá. Rồi. Nó có đắng của rau, cay của ớt, ngon của lưỡi bò. Từ đó tiên ra rất ngon. Ngon thiệt, thơm thiệt. Cay của tiêu đó. Tiêu và tiêu mà nó có mùi thơm của hành. Hành thì nó kinh lên. Tiếp theo là món lưỡi bò xào rau đắng. Em thử đưa nha thầy. Ừ, xin mời cô Năm Đẹp thưởng thức xem nào. Một cái nhà này. Gật đầu rồi. gật đầu rồi, thế thì ngon rồi, mình thưởng thức cho nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.